chánh niệm. Như Hòa Thượng Hải Hiền, Hải Khánh, Lão Đức, những gì này đều chánh niệm. Vì sao vậy? Các ngài không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động, gọi là chánh niệm. Phàm phu chúng ta không đạt được chánh niệm. Nhưng khi lâm chung, thời gian này rất ngắn. Chính trong thời gian vài phút này, ý niệm có thể quy chánh. Ý niệm quy chánh có nghĩa là gì? Phải nhớ kỹ. Lúc này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Ngoài một câu A-di-đà Phật ra thì buông xả vạn duyên rồi. Như vậy chính là nhưng có thể chánh niệm. Trên thực tế thì trong thời khắc then chốt này, người có thể chánh niệm cũng không nhiều. Như vậy nói lên điều gì? Phàm phu có thể làm được. Không được chánh niệm trong một tiếng đồng hồ, nhưng 10 phút thì có thể làm được. Trong 10 phút, câu Phật hiệu này không xen tạp vọng tưởng, không xen tạp vọng niệm. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì có thể nảy sinh hiệu quả. Mà phương pháp này nhất định phải rèn luyện trong lúc bình thường, khi lâm chung mới nắm chắc. Nếu bình thường không rèn luyện thì khi lâm chung vẫn không nắm chắc. Chúng ta niệm Phật, niệm một tiếng đồng hồ, niệm Phật hai tiếng đồng hồ, có thể có được 10 phút không tạp niệm không? Chính mình phải lưu ý điều này. Chúng ta có thể giảng sanh hay không thì hoàn toàn nhờ vào chiêu này. Trong hai tiếng đồng hồ niệm Phật có được 10 phút không tạp niệm. Có tạp niệm thì không phải chánh niệm. Không có tạp niệm thì đây là chánh niệm. Không thể duy trì chánh niệm trong thời gian dài, nhưng có thể duy trì được 10 phút. Tốt. Thời gian sẽ từ từ tăng thêm. 10 phút đến 15 phút. 15 phút đến 20 phút. Như vậy là tiến bộ. Công phu tiến bộ. Gốc hoàn toàn nằm ở buông xả. Thật sự có thể buông xả. Tuyệt đối không lưu luyến. Phật dạy cho chúng ta thật tướng các pháp, chúng ta phải luôn ghi nhớ. Thật tướng các pháp là gì? Hễ có tướng thì đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng ảo bọt bóng. Phải nhớ thật kỹ lời dạy trong Kinh Kim Cang. Luôn dùng bốn câu này để hồi quang phản chiếu, giúp chúng ta không còn lưu luyến thế giới này. Đa số người niệm Phật là có miệng không có tâm, cho nên không tương ưng với Phật. Câu Phật hiệu này không thể đắc lực. Niệm Phật luôn luôn phải tâm miệng tương ưng, phải dùng chân tâm, dùng thành ý. Đại sư Ấn Quang nói với chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Chân thành đến cực độ thì sẽ cảm ứng đạo giao với Phật. Hòa Thượng Lão Đức là dùng chân tâm. Người khác gạt ngài, trêu chọc ngài, bắt nạt ngài, những người đó là dùng vọng tâm. Nhưng Hòa Thượng Lão Đức hoàn toàn dùng chân tâm. Người khác chà đạp ngài, sỉ nhục ngài, ngài đều tiếp nhận. Ngài thấy Phật thì lại, người khác chỉ vào phân trong nói, bên trong này có Phật, có Phật tôi lại Phật. Ngài dập đầu xuống lại phân trong. Tâm của ngài thật sự có Phật. Đa số người đều xem ngài là người ngốc. Ngài thật sự không ngốc chút nào. Ngài hoàn toàn dùng chân tâm, cho nên ngài được lợi ích thật sự.
Niệm Phật kiên kỵ nhất chính là dùng tâm tán loạn niệm. Vọng niệm trong tâm quá nhiều, tạp niệm quá nhiều thì tâm lực sẽ không tập trung. Tâm tán loạn niệm Phật không có công đức, chỉ là trồng hạt giống trong A Lại Giá Thức, trong đời này không thể thọ dụng. Đại sư Ấn Quang Từ Bi nói cho chúng ta biết dùng phương pháp 10 niệm, từ câu thứ nhất đến câu thứ 10, niệm thật rõ ràng, nhớ thật rõ ràng, nghe thật rõ ràng. Phương pháp này có thể nhiếp tâm, không để tạp niệm xen vào. Tại sao lại có tạp niệm? Bởi vì không buông xả, rất nhiều việc để lo lắng không yên. Thật sự buông xả thì tạp niệm không còn nữa. Thật sự buông xả thì niệm Phật thấy Phật. Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác đều là chân tâm. Buông xả chấp trước thì được tâm thanh tịnh với thế gian, xuất thế gian, tất cả pháp không còn chấp trước nữa, có thể tùy duyên. Được tâm thanh tịnh là cảnh giới của A-la-hán. Lại buông xả phân biệt, được tâm bình đẳng là cảnh giới Bồ-Tát. Cuối cùng là khởi tâm động niệm đều buông xả, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì thành Phật rồi. Vì sao phàm phu không thể buông xả? Bởi vì không hiểu rõ chân tướng sự thật, cái gì cũng xem là thật, không biết được hiện tượng trong vũ trụ là giả, là vô thường, chúng ta có thể mất nó bất cứ lúc nào. Mạng người vô thường, ai có thể nắm chắc đảm bảo năm sau chúng ta còn sống? Không thể đảm bảo. Một hơi thở không còn thì qua đời này rồi. Vì vậy đại sư Ấn Quang dạy chúng ta đem chữ tự dán lên trên trán, chính là đối với chúng ta không thể buông xả. Thật sự phải có cảnh ngộ cao như vậy, hằng ngày dùng chữ này để nhắc nhở bản thân. Người niệm Phật này nhất định vãng sanh. Làm sao tu tâm thanh tịnh? Niệm Phật, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoại trừ A-di-đà Phật, không để bất cứ thứ gì trong tâm thì tâm thanh tịnh rồi. Chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, khi sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý tiếp xúc cảnh giới sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, đem tất cả ngoại cảnh để vào trong tâm thì phiền phức rồi. Tâm của chúng ta động rồi, tâm bị ô nhiễm rồi. Tâm động thì không bình đẳng, tâm ô nhiễm thì không thanh tịnh. Như vậy không thể giác ngộ, chỉ bị mê hoặc. Không phải Phật kêu chúng ta không nhìn, không nghe, không phải vậy. Là muốn chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, nhưng không để trong tâm, luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, bình đẳng, giác, hồi phục tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là chân tâm, chính là tâm Phật. Cái tâm này chính là Phật. Làm như vậy chính là thị tâm, thị Phật. Phật và chúng ta không có khoảng cách, không có trước sau, cũng chính là nói Phật và chúng ta không có cách biệt về thời gian và không gian. Sự thật là như vậy. Nhưng vì sao chúng ta không thể thấy Phật? Có chướng ngại. Về phía Phật không có chướng ngại, là chính chúng ta có chướng ngại. Nếu như chúng ta thật tin, thật nguyện, đối với vọng tưởng, tạp niệm của thế gian này thật sự đoạn. Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng, có hiệu quả chăng? Vẫn không hiệu quả. Ngài thì có hiệu quả, vì sao ta không có hiệu quả? Vì Ngài buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần nên có hiệu quả, còn mình chưa buông bỏ. Cho nên Ngài có thể niệm mấy tiếng, niệm đến câu Phật hiệu thứ mấy đều rất rõ ràng. Còn chúng ta niệm chưa đến 10 câu đã lẫn lộn. Cần phải biết nguyên nhân. Nếu không biết
thì làm sao tiến bộ được? Hiểu rồi mới biết trong nguyên nhân còn có nguyên nhân. Càng tìm càng sâu, tìm đến nơi sâu nhất là gì? Tập khí phiền não. Cần phải đoạn tận nó. Nó mới là nguồn gốc của tội. Nếu không nhổ sạch tội căn này thì vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải nhổ sạch tội căn này. Đó chính là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Không chỉ là pháp thế gian mà Phật pháp cũng không ngoại lệ. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Nói một cách rõ ràng minh bạch, đối với Phật pháp không có tham sân si, đối với pháp thế gian càng không có tham sân si. Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta ba điều rõ ràng. Hy vọng chúng ta thật sự có thể niệm niệm đều có đẳng vô gián duyên. Dụng ý là như vậy. Phật hiệu sanh ra từ tâm, niệm ra từ miệng, niệm một cách rõ ràng. Tai nghe vào cũng nghe một cách rõ ràng. Câu Phật hiệu này là câu thứ mấy? Ghi nhớ rõ ràng. Phương pháp của Ngài chỉ nhớ từ 1 đến 10. Đến 10, 1 đến 10 nhớ bằng cách đó. Không nên nhớ số lượng. Cũng không cần dùng chuỗi. Dùng chuỗi sẽ phân tâm. Nói cũng rất có lý. Suốt đời nghe đều công phu này, dùng rất hiệu quả. Dạy người khác, người khác học Ngài phương pháp này, công phu cũng rất tiến bộ. Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, rất nhiều người biết ông ta. Trước đó ông niệm Phật mãi mà không có tiến bộ, tạp niệm quá nhiều. Sau đó xem được đoạn này trong Ấn Quang Đại Sư văn sao, ông bắt đầu luyện tập. Luyện rất có hiệu quả. Ông tu theo phương pháp này 4 tháng mới nói điều này với tôi. Đích thực có hiệu quả. Ở chỗ chúng tôi cũng có mấy đồng tu, tu theo pháp môn này, quả nhiên có hiệu quả, rất tốt. Phải duy trì hiệu quả này. Phương pháp có hiệu quả nhất chính là phải buông bỏ vạn duyên. Duyên suy nghĩ của chúng ta quá nhiều, có nhiều điều vướng bận không buông bỏ được, nhất định vẫn khởi tạp niệm, không thể không buông bỏ. Công việc phải làm sao? Khi làm việc cứ siêng năng làm, buông bỏ việc niệm Phật. Khi niệm Phật nên tinh tấn niệm, như vậy là đúng. Khi làm việc nghĩ đến niệm Phật, còn khi niệm Phật lại nghĩ đến công việc. Như vậy công việc cũng làm không tốt, mà niệm Phật cũng niệm không đến đâu. Cả hai đều không có kết quả, như vậy là sai. Chúng ta không thể không biết điều này. Chúng ta niệm Phật đã nhiều năm nay, vì sao không trừ diệt được tham sân si? Không những không trừ được mà hình như mỗi năm còn tăng trưởng.
Chúng ta chỉ có niệm Phật, không có tam muội. Ở đây nói niệm Phật tam muội có thể trừ, chứ không phải nói niệm Phật có thể trừ. Chúng ta chỉ có niệm Phật, xưa nay chưa từng đạt được tam muội. Đây là gì? Công phu niệm Phật chưa đắc lực. Nếu công phu niệm Phật đắc lực sẽ tiêu trừ được. Tam muội là gì? Tam muội là thiền định. Chúng ta niệm Phật xưa nay chưa để tâm định vào trong danh hiệu Phật. Quý vị xem, khi niệm Phật trong lòng vẫn suy nghĩ vẩn vơ, vẫn rất nhiều thứ xen tạp vào. Như vậy là không sạch sẽ. Như vừa rồi nói, ly nước này bị dơ bẩn. Tâm luôn động. Những thứ dơ bẩn này vĩnh viễn không lắng động. Nó cứ nổi lên trên mặt nước. Công phu không đắc lực. Nếu như công phu thật sự đắc lực, khi niệm Phật buông bỏ vạn duyên. Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta niệm rõ ràng, nghe rõ ràng, nhớ rõ ràng, có hiệu quả chăng? Vẫn không hiệu quả. Ngài thì có hiệu quả, vì sao ta không có hiệu quả? Vì Ngài buông bỏ hết danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, nên có hiệu quả. Còn mình chưa buông bỏ. Cho nên Ngài có thể niệm mấy tiếng, niệm đến câu Phật hiệu thứ mấy đều rất rõ ràng. Còn chúng ta niệm chưa đến 10 câu đã lẫn lộn. Cần phải biết nguyên nhân. Nếu không biết thì làm sao tiến bộ được? Hiểu rồi mới biết. Trong nguyên nhân còn có nguyên nhân. Càng tìm càng sâu. Tìm đến nơi sâu nhất là gì? Tập khí phiền não. Cần phải đoạn tận nó. Nó mới là nguồn gốc của tội. Nếu không nhổ sạch tội căn này thì vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải nhổ sạch tội căn này. Đó chính là đối với tất cả pháp thế xuất thế gian. Không chỉ là pháp thế gian mà Phật pháp cũng không ngoại lệ. Trong kinh Kim Cang nói rất hay, pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Nói một cách rõ ràng minh bạch, đối với Phật pháp không có tham sân si, đối với pháp thế gian càng không có tham sân si. Hoằng pháp lợi sanh là báo ân, không phải tham lam nói tôi phải tu công đức lớn bao nhiêu, tu phước báo lớn bao nhiêu. Không phải vậy. Quý vị vẫn còn tham sân si trong đó, dùng tham tâm tu là phước báo nhân thiên, không phải công đức, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Có rất nhiều người nhìn thấy kinh điển, đây là tu đại phước báo nên nhanh chóng làm theo. Không sai, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Phước báo hưởng hết, nghiệp chướng xuất hiện vẫn phải đọa lạc. Người nào hưởng phước báo không tạo nghiệp. Cho nên hưởng phước báo liền đến tam đồ. Đây không phải cách. Cần phải hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta giải quyết tận gốc. Không còn dùng tham sân si mạn nghi. Tu tất cả pháp, đó gọi là công đức, là công đức chân thật. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, không xen vào tham sân si mạn nghi. Không có những thứ này,
Đây gọi là công đức chân thật. Công đức chân thật cũng là giả danh. Vậy công đức chân thật ở đâu? Không tìm thấy. Nhưng nó có tác dụng thật sự. Tác dụng gì? Quý vị xem công đức chân thật của Phật A-di-đà thành tựu nền thế giới Tây Phương Cực Lạc. Công đức chân thật của chúng ta cũng thành tựu được thế giới Cực Lạc. Bởi thế, chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, cố nhiên là thế giới Cực Lạc của Phật A-di-đà, cũng là một phần công đức của mình trong đó. Giống như Ngài là ông chủ của công ty, mình cũng tham gia vào một phần cổ đông. Tôi niệm một tiếng Phật hiệu này chính là một cổ đông. Hai tiếng Phật hiệu là thêm vào hai phiếu, chính là như vậy. Cho nên của Phật Di Đà cũng là của bản thân chúng ta, tự và tha không hai. Phải hiểu đạo lý này, quý vị mới hoan hỷ trì tụng. Nếu không hiểu đạo lý này, tâm hoan hỷ không sanh khởi được. Vốn niệm A Di Đà Phật là thêm cổ đông, tâm hoan hỷ sẽ sanh khởi. Phải an trú tâm trong vô lượng thọ, an trú trên danh hiệu của Phật A Di Đà, nhất định không hoài nghi, chân thành niệm không thôi. Trì niệm, trì là không gián đoạn, không thất niệm, không quên, không bị thất niệm. Nghĩa là niệm rốt ráo một câu Phật hiệu này. Thật thà trì niệm, đừng sanh nghi hoặc, phát tâm Bồ Đề nhất hướng chuyên niệm là gốc của các điều thiện. Nên phụng trì như cương lĩnh tôn chỉ, an trú trong pháp này. Lời này nói rất hay. Người niệm Phật nhất định phải nhớ, nhất định phải y giáo phụng hành. Như vậy chúng ta sẽ thành tựu trong đời này. Trong thế giới ngày nay, chúng sanh nghiệp chướng quá nặng, tạo nghiệp rất sâu. Bây giờ mặc dù phát tâm đại từ bi cũng không độ được họ, họ không tiếp thu. Như vậy phải làm sao? Lập tức giác ngộ, đến thế giới Cực Lạc trước, cầu tự độ trước. Đến được thế giới Cực Lạc, bản thân thành tựu. Ở đây mọi người đại khái cũng đã quay đầu, chịu khổ nạn nhiều, biết thức tỉnh. Lúc đó ta trở lại. Đây là phương pháp hay. Không tiếp họ, miễn cưỡng họ tiếp thu, đó là điều không thể. Bản thân thành tựu, làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng, như vậy là đúng.
Nam Mô.